chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất cập nhật liên tục trên kênh tin tức và tôi là Thúy Trâm, rất vui được đồng hành cùng quý vị. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Bắt một chuyên viên Sở Giao thông Vận tải, vén màn bẫy nợ của app cho vay siết cổ con nợ. Bắt một chuyên viên Sở Giao thông Vận tải. Kính thưa quý vị, cảnh sát cáo buộc Hoàng Văn Quý, chuyên viên phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang nhận tiền của các chủ phương tiện để chi tiền cho đăng kiểm viên. Ngày 27 tháng 3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Quý, sinh năm 1986, là chuyên viên phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang về tội đưa hối lộ theo quy định tại khoản 2, điều 364 Bộ luật hình sự. Cảnh sát xác định từ năm 2019 đến năm 2022, Hoàng Văn Quý đã có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện có xe cải tạo để lập khống hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới. Sau khi hồ sơ thiết kế được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang thẩm định, cấp giấy chứng nhận thiết kế, Hoàng Văn Quý đã liên hệ và chi tiền cho đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật Phương tiện Thiết bị Giao thông Cơ giới Bắc Giang, Trung tâm Đăng kiểm 9801S để thực hiện việc nghiệm thu xe cải tạo không đúng quy định. Vén màn bẫy nợ của app cho vay siết cổ con nợ. Kính thưa quý vị, để vay được tiền, người vay phải đồng ý cho phép khai thác dữ liệu trên điện thoại. Đây chính là bẫy khiến con nợ mãi không thể thoát khỏi vòng xoáy nợ xấu. Ngoài việc gọi điện khủng bố, đe dọa ghép hình bêu xấu con nợ, như chúng tôi đã nêu ở các kỳ trước, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư tài chính OneCredit, công ty OnCredit hay app OnCredit bị nhiều người phản ánh với hành vi mà họ cho là vô khống khoản vay. Anh NZB ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tháng 12 năm 2021 có một người gọi điện cho anh thông báo việc anh có khoản nợ 12 triệu đồng cần thanh toán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lợi Tín OnCredit. Trước giờ bản thân không vay nóng, xem hồ sơ người gọi gửi có nhiều chi tiết sai nên anh B xác định cuộc gọi có tính chất lừa đảo. Khoảng 5 tháng sau, vào tháng 5 năm 2022, anh B bắt đầu nhận được các tin nhắn đòi nợ với tần suất liên tục, nội dung đe dọa. Xác định là tổ chức lừa đảo, anh B mặc kệ không phản hồi. Sau đó thì có tin nhắn Lợi Tín thông báo bán gói tin này cho tổ chức khác như xã hội đen và bắt đầu các nội dung đe dọa. Không biết thế nào họ có được số điện thoại của gia đình mình và nhắn tin đe dọa, anh B cho hay. Sự việc sau đó đã được anh B trình báo công an địa phương, tuy nhiên được phản hồi khó giải quyết. Theo thông tin khoản nợ mà anh B bị vu khống, với số tiền vay ban đầu là 6,5 triệu đồng, sau 139 ngày, tức 4 tháng rưỡi, số tiền anh B phải trả là gần 11,2 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa mức lãi suất bao gồm các chi phí phát sinh bên cho vay đặt ra lên tới khoảng 150% một tháng. Cách thoát khỏi nó là bản thân mình cứng rắn lên, tự cứu mình trước, bớt nghe điện thoại số lạ. Đến giờ thì lâu lâu mình vẫn nhận được tin nhắn đe dọa, anh B nói. Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh PA05 cho biết, thời gian gần đây đơn vị phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã triệt phá hàng loạt app cho vay lừa đảo khủng bố người vay. Ngoài những app cho vay đã bị triệt phá, hiện nhiều mô hình tương tự cũng đã được đưa vào diện điều tra, phân tích về hành vi đòi nợ với thủ đoạn khủng bố tinh thần người vay trên mạng và qua các cuộc gọi. Đại diện PA05 cho rằng, về bản chất, có sự liên hệ mật thiết với các hoạt động tín dụng đen. Đây là hình thức biến tướng từ tín dụng đen truyền thống. Các đối tượng tín dụng đen triệt để lợi dụng môi trường hoạt động nhằm tiếp cận nhiều nạn nhân hơn để đối phó với cơ quan chức năng. Thay vì cho vay nặng lãi trực tiếp bằng tiền mặt, các băng nhóm tín dụng đen trên mạng thường núp bóng với danh nghĩa các công ty tài chính, công ty công nghệ, công ty tư vấn luật, từ đó phát hành các ứng dụng website cho vay nặng lãi trực tuyến và tổ chức mua bán đòi nợ, thu hồi nợ với hình thức khủng bố tinh thần của người vay, thân nhân người vay. Bên cạnh núp bóng các danh nghĩa hợp pháp để tiếp cận được nhiều nạn nhân, các đối tượng sử dụng không gian mạng như một kênh quảng cáo đắc lực, từ đó giăng những cái bẫy mật ngọt chết ruồi như lãi suất thấp, giải ngân nhanh chóng, không cần gặp mặt, không cần thế chấp tài sản. Từ những lời mời gọi hấp dẫn này, nhiều người đã bị dẫn dụ, rơi vào vòng xoáy tín dụng đen liên hồi, không lối thoát, không có khả năng chi trả. Có trường hợp nạn nhân, ban đầu chỉ vay vài triệu đồng để giải quyết nhu cầu tiêu dùng, nhưng trước mắt đã nợ đến hàng trăm triệu đồng, không có khả năng chi trả. Đại diện PA05 nêu ví dụ,
về việc vì sao các đối tượng cho vay nắm rõ thông tin chi tiết của người vay và thân nhân người vay. Vị này cho biết, thực chất là do người vay tự giao nộp đưa thông tin cho các đối tượng. Gần 80% những gì đối tượng đòi nợ có được là do người vay tự giao nộp mà không hề biết. Cụ thể, khi người vay điền thông tin bản thân lúc làm hồ sơ vay, các hồ sơ trên app website đều bắt buộc người vay điền thông tin như ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, thông tin liên hệ, nơi ở, hình ảnh căn cước công dân, các tài khoản mạng xã hội. Tinh vi hơn, khi người vay tải các app cho vay, app sẽ yêu cầu cho phép quyền khai thác các dữ liệu trên điện thoại di động của người vay như danh bạ, bộ nhớ điện thoại, hình ảnh và các dữ liệu khác. Sau đó, chúng sẽ thu thập những dữ liệu quan trọng của người vay. Các đối tượng sẽ chỉ đồng ý cho vay khi người vay đồng ý các yêu cầu trên. Việc đồng ý này đồng nghĩa với việc người vay sẽ rơi vào bẫy liên hoàn, nguy hiểm dài lâu, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gia đình. Những người xung quanh cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Những thông tin nhạy cảm của người vay sẽ bị khai thác để sức ép tinh thần, buộc trả nợ vay, vay thêm. Bọn tội phạm còn liên hệ người thân nạn nhân để mời chào cho vay, ép trả nợ vay, thậm chí là mua bán, trao đổi cho các băng nhóm tín dụng khác để đưa người vay vào vòng lặp và mất khả năng trả. Có nhiều trường hợp mới chỉ làm hồ sơ vay tiền nhưng quyết định không vay hoặc không được duyệt hồ sơ cho vay nhưng vẫn bị đòi nợ. Việc này là do các đối tượng lấy thông tin mà người vay lúc làm hồ sơ cung cấp để gán nợ, bịa đặt đã vay nợ để đưa nạn nhân vào con đường nợ tín dụng đen. Từ những thông tin người vay điền khi làm hồ sơ vay, các đối tượng sẽ mở rộng tìm kiếm thông tin cá nhân người vay trên các tài khoản mạng xã hội như ảnh sinh hoạt đời thường, ảnh làm việc, kỷ niệm gia đình. Chúng khoanh vùng các mối quan hệ của người vay, nơi ở và những đặc điểm của người vay để phục vụ cho việc đòi nợ theo hình thức khủng bố khi cần. Còn đối với việc người vay cấp quyền truy cập điện thoại, chúng sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu của người vay về máy chủ của chúng, sau đó chọn lọc những thông tin cần thiết. Ví dụ như người vay lưu tên bố mẹ, vợ chồng trong danh bạ thì chúng sẽ lưu lại. Có trường hợp nạn nhân lưu ảnh nhạy cảm 18 cộng bị chúng thu thập được, sau đó đã sử dụng để đe dọa ép trả nợ, thậm chí là tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, đại diện PA05 cho hay. Khi bắt đầu làm hồ sơ cho vay, các đối tượng cho vay rất chuyên nghiệp, ân cần, nhẹ nhàng. Thế nhưng sau khi vay, người vay mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Theo đó, hành trình khủng bố đòi nợ sẽ diễn ra rất nhanh. Chỉ sau vài ngày khi khoản vay bắt đầu hay thậm chí là ngay cả khi bạn không có khoản vay nào, các mức độ khủng bố từ thấp đến cao, mức độ nhẹ là nhắn tin hỏi thăm người vay kèm theo các nội dung về hậu quả nếu như không trả nợ. Mức độ tiếp theo là gọi điện nhắn tin khủng bố người thân của người vay với ngôn từ xúc phạm, bôi nhọ để buộc trả nợ. Phức tạp hơn, chúng cắt ghép hình ảnh cha mẹ con cái, bạn bè của người vay với nội dung vu khống nhằm tạo áp lực tinh thần người vay và mọi người xung quanh. Nguy hiểm hơn hết, chúng còn ép các nạn nhân vay các khoản vay mới, bán nợ sang các băng nhóm tín dụng đen khác, khiến nạn nhân nợ chồng nợ, lãi chồng lãi, mất khả năng chi trả.